cho mọi người một mẫu đèn có tên gọi là đèn LED pha lê 7 màu Magic Bondo. Bây giờ mình sẽ quay xa hơn để cho mọi người có thể xem được hết cái độ phủ rộng của cái mẫu đèn xoay này. Thì đèn này phù hợp để mọi người mua treo trong phòng karaoke hay là những cái quán cà phê có nhạc sôi động, những cái nhạc bolero trữ tình cũng rất là phù hợp. Đèn cũng phù hợp để cho mọi người mua trang trí cho sân khấu ca nhạc, sân khấu đám cưới đi show lưu động hoặc những cái sân khấu phòng trà cũng rất là đẹp. Đèn có chế độ cảm ứng theo nhạc nên nó sẽ phù hợp cho tất cả các thể loại nhạc, từ nhạc bolero nhẹ nhàng cho đến những cái nhạc điềm mix sôi động. Đèn được sử dụng bóng led 7 màu, có tuổi thọ lên đến hơn 50.000 giờ. Nên mọi người an tâm sử dụng, và đèn này rất là bền và rất tiết kiệm điện. Hiện tại mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty VH bên mình. Mình đang mở nhạc bằng dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.